Ngày hôm nay thì em không bán những chiếc xe cao sang mà chỉ bán những chiếc xe giá rẻ cho các bác thôi. Đây là một chiếc xe rẻ nhưng mà chất không rẻ một tí nào các bác ạ. Một chiếc xe nồi đồng cuối đáy giá và đây là một mẫu xe được mệnh danh là quốc dân tại Việt Nam. Với cái mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng tầm 6 lít trên 100 cây đối với đường đô thị và tầm 5 lít đối với đường trong đô thị ngoài đô thị ạ. Đây là một chiếc xe Toyota, một thương hiệu rất là nổi tiếng luôn. Và chiếc xe em đang nói đến đây là Toyota Vios. Em này thì không có taxi dịch vụ nên giá nó sẽ hơi cao một chút. Nhưng mà tiền nào của đấy, đắt sắt ra miếng các bác nhá. Một chiếc xe em vừa mới lấy về của bác chủ, bác ấy đi làm công tác khá là lâu nên là bác không đi nữa. Và bác ấy để phủ bụi cũng khá là gần được một năm rồi. Thành ra là đăng kiểm của em này thì cũng vừa mới hết xong. Cái này thì em sẽ bao đăng kiểm mới cho các bác nhé, nên là các bác yên tâm không phải nghĩ ngợi gì. Một chiếc xe Toyota Vios bản E, E xịn, có túi khí, có phanh đĩa bánh sau, có ABS đầy đủ. Đấy, đây là một chiếc xe bản E xịn các bác nhé. Và chiếc xe này nó hơn hẳn bản limo nâng từ taxi, đó là từ phanh đĩa rồi túi khí các thứ là chắc chắn là không có rồi. Và đi cái dòng này thì thực sự với các bác là rất là an toàn. Limo nâng xe taxi loanh quanh đời này nó rơi vào tầm khoảng 180 đến 170, 180. Còn đây, chiếc xe này em bán cái giá hơn 200. Đấy, loanh quanh 200 triệu thôi. Các bác đã sở hữu ngay được chiếc Toyota Vios E. Đấy, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng 15A06278. Con này thì cái biển này định danh về bác chủ cũ rồi. Nên là các bác không phải lo đến cái chuyện là mình dùng cái này cả đời nhá. Các bác thích thì sang biển mới, kiểu gì các bác cũng có một cái biển rất là đẹp. Đấy, cam kết các bác như vậy. Còn xe thì đây, em vừa về cửa hàng xong. Đồng sơn xe đều, sạch sẽ, dàn lốp mới, la răng đúc, phanh đĩa 4 bánh. Nội thất ghế da vẫn còn tươi, đấy, điều hòa mát. Vô lăng củ số vẫn còn như mới luôn. Và nói chung là được cái là bác chủ bác ấy giữ gìn cẩn thận thật. Thế nên đâm ra là chiếc xe này thì về cũng rất là yêu. Đấy, các bác nhìn lớp sơn đen của xe đấy ạ. Bóng sáng sạch sẽ luôn nhá. Và với cái tầm tiền bằng hai con xe máy thì thực sự các bác là hầu như nhà nào cũng có thể mua. Chiếc xe này là một chiếc xe bản E. Đấy, ngon, lành. Và cái dòng Vios thì nó có 3 bản. Đó là bản limo là bản nâng, thì là không có phanh đĩa, không có ABS và không có túi khí, số sàn. Còn đây là một chiếc E bản trung, thì là có túi khí, có phanh đĩa, có la răng đúc và có đầy đủ ABS. Còn bản G thì nó cũng như thế này thôi, nhưng mà nó khác ở cái chỗ là bản G là số tự động các bác nhá. Vâng, số tự động thì đương nhiên là nhiều người yêu rồi, nhưng mà giá của số tự động thì tầm này nó phải rơi vào 280, 270. Không có các bác ạ. Vâng. Một chiếc xe rất là bền lành, form dáng đẹp, trẻ trung. Đấy, biển số thì em để nguyên đấy, các bác có thể là tra check thoải mái để kiểm tra xem là xe nó có đâm va tai nạn ngập nước hay không nhá. Đấy, mặt ca lăng của xe là form 210-209 rất là đẹp luôn, sạch sẽ luôn. Đèn trong vắt, không hề có lỗi lầm, không hề ố mốc rồi các bác nhá. Đấy, xe đi đêm phủ bụi ít nên là đèn nó rất là đẹp, sạch sẽ bóng sáng như này. Đấy, hai bên đèn này. Và gầm của xe cũng có đèn gầm. Đấy, bản limo nâng thì không bao giờ có đèn gầm các bác nhá. Chỉ trừ khi là bác chủ có cái độ đèn gầm thôi. Còn đây là một chiếc xe E gia đình. Đấy, xe rất là căng luôn, bóng luôn. Sơn xi sạch sẽ. Tôn này. Đấy, các bác nghe tiếng tôn ạ, tôn rất mỏng nhá. Và kính của chiếc xe, đấy, kính Toyota, đấy, kính xịn sò, hàng còn nguyên. Xe này thì nói chung là về độ đẹp thì phải nói các bác là đẹp trung bình. Nhưng mà về giá thì phải nói là giá rất thơm, rất mềm luôn. La răng của chiếc xe thì đang sử dụng la răng 15, phanh đĩa 4 bánh, có lốp 185-60 la răng 15. Và cái phần lốp này các bác này, rất dày, lốp dày luôn. Đấy, nên là các bác yên tâm, 4 quả lốp dày thì các bác đỡ được hơn chục triệu rồi. Rất rẻ. Đấy. Và cua lốp của xe là xe gia đình nên là cua lốp nó còn như mới luôn này. Đấy, không có mục mọt tí nào. Từ cua trước cho đến cua sau. Tôn sườn chắc chắn. Và bản này này có xi nhan tích hợp trên gương. Em này gương cũng có cụp xe đầy đủ nhá. Đấy, phân biệt là xe taxi. Đấy, cái này thì chống ồn rồi. Đấy, có chống ồn lót ở bên trong cánh rồi. Nên là đi cái xe này thì rất là êm và cách âm chống ồn rất tốt. Toàn bộ chỉ của xe là chỉ mụn đây này. Đấy, thì là xe này là chỉ của xe là zin luôn nhá. Và xe đảm bảo cho bác là không có đâm va, tai nạn ngập nước. Gioăng cao su không rách mục. Đấy, kính điện 4 cánh là lên xuống nhanh chóng và nhẹ nhàng.
Cái kính này thì có phim cách nhật rồi. Đấy. Riêng phần nội thất thì chiếc xe này đang sử dụng là nội thất ghế da. Ghế này thì nói cho các bác là nó được bọc rồi. Nhưng mà ghế da của xe đấy ạ, thì theo năm tháng thời gian nó đã cũ. Em này thì chạy được chục vạn rồi. Đấy. Ghế da sờ rất là chắc. Và đây tem nhãn đầy đủ các bác nhá. Xe này thì được sản xuất năm 2009. Vâng, tại Vĩnh Phúc, Việt Nam. Nói chung là chạy đến giờ cũng hơn chục năm rồi. Chất xe vẫn còn rất là yên tâm. Đấy, túi khí an toàn là có luôn. Bản limo nâng là không có túi khí ở chỗ này các bác nhá. Chỉ có còi thôi. Đấy, phím tích hợp, vô lăng này, nhựa ABS này các bác này. Đấy, nhựa này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, các cái phần nhựa này của nó còn như mới luôn. Đấy, nhựa như mới nhá. Cái phím đèn thì cũng cũ cũ theo thời gian rồi. Còn là đồng hồ. Đấy, đồng hồ hiển thị của cái dòng Vios thì nó đặc trưng rồi. Đấy, đầu nguyên bản, không có độ đầu, vẫn còn nguyên. Và điều chỉnh điều hòa của xe. Tay cần số thì vẫn còn rất là mới. À, và phần sàn của xe là sàn da nhá. Đấy. 2009. Vâng, 2009. Dòng này thì được cái là đi rất là chắc chắn luôn. Đấy, các bác tìm kiếm một mẫu xe mà xe gia đình, muốn mua một chiếc xe Vios gia đình này, muốn mua một chiếc xe lành bền chạy ít này, và chất xe vẫn còn phải mới mới mà giá tiền rẻ, thì sự lựa chọn chiếc xe này là một sự lựa chọn không nên bỏ qua. Em này thì được cái là bác chủ có cái dán chống ồn hết rồi, nên là toàn bộ tôn cánh các thứ là các bác yên tâm là nó độ chống ồn cách âm rất tốt. Vâng. Đấy, dàn lốp mới 2020 nó như thế này. Đấy, 2000 này, 2020 người ta đi ít mà. Đấy, lốp vẫn còn rất là đẹp. Đấy, dày. Đấy, phanh đĩa đằng sau và cua lốp của xe là không có mục mọt tí nào. Không hề mục mọt tí nào nhá. Vâng. Tôn sườn rất chắc luôn. Và đây là một chiếc xe form dáng đẹp. Đây các bác nhìn đằng sau hậu này. Hậu sau của xe đấy ạ. Em này thì đúng điểm trừ là thiếu cái cảm biến lùi thôi. Còn đâu không chê được một câu nào. Đèn hậu đây các bác ạ. Đấy, đèn hậu đằng sau. Bên này như thế này. Đấy, chất và cốp thì đây. Em sẽ mở cốp bằng trên. Cái dòng này thì nó rất là an toàn. Nó sử dụng thanh mở cốp ở đây, chứ không cho mở cốp trực tiếp. Thế nên là rất là an toàn cho các bác khi các bác đi đường. Đấy, không có tự động mở nhá. Đấy, lót chống ồn hết này các bác ạ. Lót chống ồn này, rất dày. Cái lót chống ồn, thế cứ bảo làm sao đi con này nó êm. Và độ lành thì khỏi bàn. Đấy, lốp lót lót sàn nhựa này. Rồi lốp lốp sơ cua. Có đồ kích, đây có đồ kích này. Đấy, đồ tháo mở, đấy, có đầy đủ nhá. Cái này thì em chưa thấy cái kích đâu cả. Đấy, cái này sẽ có bổ sung, nếu mà các bác mua thì sẽ bổ sung đầy đủ. Đấy. Xe thì nói chung là ổn và cái dòng này thì giá nó rẻ các bác ạ. Vâng. Nhìn thế này cứ tưởng là phải vài trăm, 250-300, nhưng mà đây em bán là chỉ có 209 triệu thôi. Bớt lẻ luôn các bác. Đấy, bác nào yêu thì bớt lẻ luôn. Xe thì em đang có mặt tại cửa hàng Đông Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng các bác nhá. Siêu thị ô tô lớn nhất cả nước luôn. Em Vũ Duy Ô Tô thì hôm nay là mọi hôm thì chuyên các cái dòng xe cao tiền. Hôm nay chuyển sang cái dòng giá rẻ xe cỏ cho các bác luôn. Nói chung là xe chất thì em sẽ mua rất là gấu. Đấy, các bác nào có xe chất cần bán, đấy, cần trao đổi thì cứ alo cho em. Bản E thì quên cho các bác một điều nữa là E thì nó sẽ sử dụng la răng 15, vành la răng 15. Còn cái dòng Vios Limo nó sẽ sử dụng la răng 14 các bác nhá. Một điểm phân biệt rất là rõ ràng. Đấy. Nói chung là nhiều lúc là kiến thức có thể là không được như ý muốn, không được gọi là chuyên sâu lắm thì các bác thông cảm nếu như em nói sai. Còn đâu là em thì review bán xe thì là chuyên về tình trạng của xe. Ví dụ như là cánh này là người ta dán chống ồn là em báo dán chống ồn. Chứ còn cánh nó không có chuyện là bả tỉa nhá. Cái này cam kết là không có bả tỉa. Cho các bác đẹp ra thoải mái được các bác nhìn này. Đấy, xe nó còn căng đét như thế này mà. Chỉ cần nhìn cái độ không lượn sóng này của cánh là các bác đã biết ngay là người ta đi xe như thế nào rồi. Vâng, đấy là chỉ cần mắt thợ đã nhìn thấy rồi. Em này thì hết đăng kiểm rồi. Cái này em sẽ bao đăng kiểm mới cho các bác kỳ mới luôn. Đấy, xe còn chất cứng, dàn lốp mới, đấy, phanh đĩa đầy đủ, 4 bánh. À, và con này thì được cái là máy nổ êm thì thầm. Nhiều bác thì cứ bảo là thế chiếc xe này máy còn zin hay không. Thì thưa với các bác là đến đời này thì gần như là máy đều làm rồi.
Máy làm thì có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là để cho hơi nó khỏe, chạy cho nó sướng. Cái thứ hai là máy mà để lâu, dầu mỡ không ổn định á, thì đương nhiên là máy nó sẽ kém. Đấy, động cơ máy của nó rất êm các bác nhá. Máy đang nổ êm thi thầm luôn, gần như là không nghe tiếng máy luôn các bác ạ. Vâng, máy VTVI. Đấy, công nghệ máy mà làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam. Đấy, làm lên tên tuổi rồi, cái dòng xe Toyota Vios rồi. Đấy, máy rất là khô. Đấy, hơi thừa hơi khói thì cứ đi yên tâm là đảm bảo các bác là không có. Vì đây là một chiếc xe đã được làm máy rất là tỉ mỉ và cẩn thận luôn. Đấy, máy rất là khô các bác nhá. Và máy cực kỳ êm, không có tiếng dầu mỡ, không có tiếng động bi, không bị sao bi. Đấy, còn nguyên luôn. Dầu vàng. Nói chung là chất xe thì sạch sẽ. Và các bác nhìn các cái đầu hai bên của xe này. Đấy, nhìn hai bên đầu này của xe nó còn như mới luôn nhá. Đấy. Hai bên đầu của xe gần như là mới tinh luôn. Đấy, chất xe cứng luôn và không hề lỗi lầm. Không hề lỗi lầm luôn. Đấy, các bác nhìn hai cái phần đầu này. Mang hai cái phần mang. Đấy. Các cái phần gân này, các cái phần này của nó còn nguyên. Và xe thì đảm bảo được cho các bác là không có đâm đụng. Đấy, không va chạm tai nạn ngập nước, không phạt nguội. Đấy, đầu trước của xe đây. Đấy. Vẫn còn cứng luôn. Và nói chung là với cái tầm cửa tiền các bác bỏ ra là ABS ở dưới này nhá, ABS ở dưới này. Đấy, có luôn. Với cái tầm cửa tiền bỏ ra là 200 triệu thì sự lựa chọn của Vios E 2009 là một sự lựa chọn không nên bỏ qua các bác ạ. Vừa rẻ này, vừa ngon, vừa lành, vừa bền, lại tiết kiệm nhiên liệu. Và đây là một mẫu xe quốc dân mà chi phí sửa chữa của xe khi mà có vấn đề hỏng vặt rất là ít các bác nhá. Các bác mà chưa rõ các bác có thể hỏi những người mà người ta đã từng đi Vios đấy ạ, thì các bác sẽ biết ngay. Và đây là một chiếc xe Vios, xe gia đình. Đấy, cam kết cho bác là xe gia đình, không có taxi dịch vụ nhá. Và xe thì gầm bên này các bác nhìn này, gầm bên này. Đấy, có phủ chống mọt. Đấy, không hề han mục tí nào. Gầm rất đẹp, rất sáng, máy khô, không dầu mỡ, không hơi thừa. Đấy, điểm ưu quá nhiều và điểm nhược thì rất ít. Đấy, các bác nhìn là gầm ấy, không có dầu mỡ tí nào luôn. Đấy, xe còn cứng mét luôn. Và với cái tầm cửa tiền như vậy thì bác nào mà yêu thì alo cho em nhá. Fuji Auto 0869158926. Rất vui khi được các bác có những chiếc xe vừa rẻ vừa yêu tại Fuji Auto. Và rất cảm ơn khi mọi người mang được cho mình những chiếc xe tuyệt vời, tránh mưa tránh nắng, đi lại thì an toàn. Và đặc biệt là bảo đảm sức khỏe cho bản thân và gia đình. Xin trân trọng cảm ơn các bác. Xin chào tạm biệt.